Năm 1999, dự án cầu treo Quảng Phú xã Erbil bắc qua sông Krông Nô được xây dựng. Công trình có chiều dài 140 km, kinh phí dự toán hơn 9 tỷ đồng do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Quá trình thi công, dự án đã có 3 lần phải dừng do liên quan các dự án thủy điện dọc sông. Đến năm 2004, cầu dừng triển khai thi công khi tỉnh Đắk Nông được tách từ tỉnh Đắk Lắk. Thời điểm dừng thi công, công trình đã hoàn thành 2 mố cầu, 4 trụ, 4 dầm nhịp 18m, lắp xong 2 nhịp dẫn dài 18m và khoảng 70% khối lượng đường hai đầu cầu phía Quảng Phú. Đến ngày 31 tháng 1 năm 2008, tức 4 năm sau khi dừng thi công, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các hạng mục hoàn thành. Tổng giá trị hoàn thành được phê duyệt quyết toán trên 6 tỷ đồng, chiếm khoảng 65% tổng mức kinh phí dự toán. Trong văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông tin, ngày 25 tháng 1 năm 2021, địa phương đã đề xuất phương án xử lý tồn tại cầu Quảng Phú. Ngày 6 tháng 7 năm 2021, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan liên quan của hai tỉnh phân tích các yếu tố phù hợp với quy hoạch, tính kết nối, kỹ thuật và hiệu quả đầu tư, từ đó kiến nghị cho chủ trương tháo dỡ các hạng mục. Tỉnh Đắk Lắk cho rằng dự án cầu Quảng Phú không còn phù hợp. Vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026 của tỉnh đã bố trí hết, không đủ kinh phí đầu tư hoàn chỉnh dự án. Chưa kể, qua rà soát, tỉnh thấy xây cầu ở thời điểm này không hiệu quả, kinh phí lớn, khoảng 30 tỷ đồng. Từ đầu năm 2022, tỉnh Đắk Lắk có chủ trương phá bỏ cầu Quảng Phú với kinh phí tháo dỡ 3 tỷ đồng. Theo phản ánh của người dân xã Quảng Phú, cây cầu chưa hoàn thành khiến cho việc đi lại, giao thương hàng hóa bị hạn chế. Hiện có nhiều hộ dân xã Quảng Phú có đất rẫy tại xã Erbil và xã Nam Ca, tỉnh Đắk Lắk. Một số học sinh của tỉnh bạn sang xã Quảng Phú học. Do không có cầu, nhiều người vẫn phải sử dụng bè, thuyền để qua sông. Người dân mong chính quyền hai tỉnh sớm có giải pháp để cầu Quảng Phú có cơ hội được vận hành, hoạt động như thiết kế ban đầu. Mình cũng muốn kiến nghị trên lên các cấp nhà nước rồi đó, cũng cố gắng làm quá cầu như đó, có thuận tiện cho đường đi qua đi lại bên này xong bên kia xong, rải vườn có thuận tiện để chống dễ, nhưng mà không biết thấy bỏ thời gian lâu quá mà không thấy, chẳng thấy làm. Mình thấy cũng phí thiệt, mà không khi người ta đi làm là họ phải chèo ghe chèo xuồng đi qua bên kia đi làm ăn nó cực. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo sở phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan để đề xuất hướng giải quyết liên quan đến công văn kiến nghị của tỉnh Đắk Lắk xử lý tháo dỡ cầu Quảng Phú. Ngày 6 tháng 10 vừa qua, đơn vị cũng đã chủ trì làm việc với các sở ngành địa phương liên quan để tìm hướng giải quyết. Theo đó, các bên đã thống nhất đề xuất tạm thời chưa phá bỏ cây cầu này. Các bên đã thống nhất là trước mắt trong cái giai đoạn trước 2025 thì chưa có thực hiện cái việc mà phá dỡ những cái hạng mục mà đã thi công cái cầu treo Quảng Phú tại hiện trường. Sau giai đoạn 2025 thì trên cái cơ sở cái đánh giá lại cái nhu cầu vận tải, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu đi lại của người dân, cũng như đánh giá lại cái hiện trạng về cái khả năng an toàn chịu lực của cái kết cấu của các cái hạng mục mà đã xây dựng trên hiện trường, rồi căn cứ các nguồn lực kinh phí giữa hai địa phương để mà đầu tư cái cầu tại cái vị trí này, cái khu vực này theo một cái quy mô phù hợp, đảm bảo cái tính hiệu quả của dự án và phục vụ tốt cho việc đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của khu vực giữa hai tỉnh. Thực tế cho thấy, để đảm bảo tính hiệu quả của dự án, tránh lãng phí cũng như phục vụ tốt nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của người dân, việc xem xét đầu tư hoàn thành công trình hoặc xây mới một cây cầu tại vị trí này là rất cần thiết.